Năm nay con sẽ nhớ nữa sinh nhật của mình cho bố. Con muốn bố mẹ sẽ mãi mãi yêu nhau. Nếu ngày mai khi vào phòng mổ và con sẽ không tỉnh dậy nữa thì con vẫn rất vui vì nụ ước của con đã thành sự thật. Con sẽ trao nụ ước này lại cho bố. Con cảm ơn con gái nhé. Bố và mẹ giúp con thả nó xuống biển để những cánh sao ấy sẽ được đi thật xa và sẽ có rất nhiều người yêu thương nhau giống như bố và mẹ. Con yên tâm, mẹ hứa bố và mẹ sẽ thả điều ước của con xuống biển để cho rất nhiều người sẽ yêu thương nhau giống như điều ước của con. Miễn là trong số đó có bố Hoàng và mẹ Phương là được. Ơ kìa, sao không khí lại trầm thế này? Hôm nay là ngày vui mà. Rồi, nào nâng ly nào. Con có được nâng ly chưa ạ? Được chưa con? Đây, con đây. Con cảm ơn. Chúc mừng sinh nhật con. Cảm ơn anh đã hợp tác với chúng tôi. Có gì đâu anh, đó là trách nhiệm của mỗi công dân mà. Chắc là sau này chúng tôi sẽ cần đến sự có mặt của anh để làm rõ một số việc có liên quan. Chắc chắn rồi. Cảm ơn anh. Cuối cùng thì những cố gắng của hai vợ chồng cũng đạt được kết quả. Anh Hoàng đã lấy lại được sự trong sạch của mình. Chúc mừng nhé. Cảm ơn anh. Cảm ơn các anh ạ. Cảm ơn anh. Chào anh. Phương! Ôi giời, nay trời nắng chang chang như thế này, một đứa tham công tiếc việc như mày hôm nay lại có nhã hứng đi ngắm hoa vào buổi sáng à? Sao có bão hay sao ấy? Thì tao thử gọi thôi. Thỉnh thoảng phải nuông chiều cảm xúc của bản thân một chút chứ. Ai ngờ là mày lại đi được. Mà trốn việc như thế này liệu có bị kỷ luật không đấy? Không sao đâu, tao nghỉ phép rồi. Sao thế? Thì chắc là nghỉ luôn. Nghỉ luôn á? Có chuyện gì? Thật ra là tao bị ép phải nghỉ. Mẹ tao với anh Hùng nói tao không đủ sức khỏe để đi làm. Ra đây xem nào. Hay là ôi không thể tin được. Chúc mừng mày. Chúc mừng hai vợ chồng. Chúc mừng cả bà Nga nữa.